À, các bạn nhìn nhé, icon xoay khá là đẹp nhé, vẫn sử dụng được bình thường nhé, các tác vụ bình thường nhé. Mở camera này, đấy, camera nhé, rồi. Đây, các bạn đang nhìn này, đây là cái tiện ích hình nền icon xoay nhé. Đây, các bạn nhìn này, cái điện thoại mình, cái hình nền của mình nó đang di chuyển những cái icon, những cái tiện ích, những cái ứng dụng đang xoay tròn này. Thì nếu bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone mà quan tâm muốn tạo những cái icon hình nền xoay như thế này thì các bạn tham khảo trong video này của mình nhé. Đó, nhìn xoay khá là đều đúng không các bạn? Nhìn nói chung là có những cái trải nghiệm mới, nhìn khá là thú vị ở trên màn hình điện thoại của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn để các bạn có thể tạo được những cái tiện ích xoay, ứng dụng xoay hình nền như thế này. Rồi, để tạo được cái tiện ích như mình vừa giới thiệu thì đầu tiên các bạn cần một cái ứng dụng để các bạn có thể tạo được ứng dụng hỗ trợ nhé. Thì để có ứng dụng đó thì các bạn lên cho mình cái kho ứng dụng là App Store nhé, ở trên điện thoại iPhone. Đây, các bạn sẽ tải cho mình đúng cái ứng dụng này nhé, iScreen này, Widget và Timer nhé. Đây, đúng cái biểu tượng như thế này nhé. Sau đó thì các bạn lại tải về máy cho mình. Ở đây thì mình đã tải sẵn rồi, các bạn tải về sau đó thì các bạn mở lên thôi. Rồi, đây này, cái tiện ích của mình đây, mình tải về sau đó thì các bạn mở lên cho mình nhá. Khi các bạn mở lên ý, thì nó sẽ có xuất hiện cái phần là một số các quảng cáo, thì các bạn sẽ đợi và các bạn chọn tiếp tục nhá. Đây sẽ là giao diện này. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần là cái giao diện của nó nhá. Các bạn sẽ thấy rằng có cái phần là này, recommend này. Đấy, các bạn sẽ ở trong cái phần đó cho mình. Rồi, và các bạn sẽ di chuyển xuống phía dưới này. Đấy, các bạn sẽ di chuyển xuống phía dưới này. Các bạn di chuyển này xuống đến cái phần là có cái biểu tượng là xoay xoay như này nhá. Đây này, có cái những cái phần xoay xoay như này ở trong cái mục là distance này, đấy, tiếng Anh mình đọc có không chuẩn thì các bạn thông cảm nhé. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào đấy. Đây sẽ là giao diện ở trong cái phần là photo wake and launcher nhá. Đấy, thì nó sẽ có hai cái phần cho các bạn chọn. Đây này, đầu tiên là cái hình có cái nơ này, thứ hai là như thế này nhá. Đây đó, các bạn chọn cái nào cũng được. Đấy, cái nào nó cũng xoay à, nhưng mà các bạn có thể chọn đấy, để mình sẽ chọn cái này nhá, để cho giống cái video lúc đầu. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là click and click to select nhé. Này, đầu tiên này. Đấy. Và bây giờ nhá, các bạn sẽ chọn những cái app mà các bạn muốn cho nó xoay, và các bạn sẽ thấy rằng tối đa là các bạn sẽ được 8 cái app nhé. Đấy, các bạn sẽ kéo này. Đấy, các bạn muốn thêm cái nào nhá thì các bạn có thể chọn vào cái đó nhé. Đấy, rất là nhiều những cái, nói chung là những cái app ứng dụng hoặc là những cái tiện ích ở trên điện thoại của các bạn ấy, nó sẽ có hiển thị hết ở đây. Đấy, các bạn có thể chọn. Rồi, nếu mà các bạn chọn xong nhé, ở đây mình có 6 rồi, mình sẽ thêm hai cái nữa này, mình sẽ thêm hai cái photo nữa là 7 này. Đấy, và mình sẽ chọn một cái đây máy tính chẳng hạn. Rồi, 8 trên 8 cái biểu tượng này là được nhé. Đấy. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay trở lại này. Rồi, các bạn thấy chưa? Đấy, những cái biểu tượng này nó đã quay demo cho các bạn rồi. Và tiếp theo này, ở trong cái mục là photo này, các bạn muốn thay cái đổi hình nền ở giữa này thêm một cái hình nền mới thì các bạn sẽ chọn vào. Đấy. Và trong cái phần này ấy, thì các bạn sẽ được đưa đến thư viện ảnh của các bạn, và các bạn sẽ chọn cho mình một cái bức ảnh nhé. Đấy, chọn, mình sẽ chọn một bức ảnh này. Đây, bức ảnh này chẳng hạn. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ di chuyển sao cho bức ảnh nó cân đối nhé. Cân đối. Và các bạn sẽ chọn cho mình là đặt ở đây. Đấy. Các bạn thấy rằng ở trên cái phần mẫu này này, nó đã có xuất hiện bức ảnh rồi nhé. Rồi. Tiếp theo, để mà thêm được cái background ấy. Background là cái nền này để cho nó trong suốt ấy, để cho nó cái khi mà xuất hiện ở ngoài cái phần là màn hình chính của các bạn ấy, nó sẽ được ở trong suốt, nó không có cái khung khung như thế này, nó sẽ không được đẹp. Thì bây giờ các bạn quay trở ra nhé. Đấy, các bạn sẽ chụp cho mình một cái bức ảnh, chụp màn hình một bức ảnh di chuyển đến khoảng không này nhé. Các bạn chụp cho mình một cái phần bức ảnh chụp màn hình này. Đấy, chụp màn hình xong thì các bạn quay trở lại về ứng dụng nhé. Và các bạn sẽ chọn cho mình là trong cái ở dưới cái mục là background này, các bạn chọn vào phần là change blend background nhé. Đấy, các bạn chọn cho mình là re-upload này. Đấy, nếu mà bạn nào mà chưa có cái hình background, nó sẽ tự động chuyển đến phần này nhé, các bạn không phải chọn mục đó. Và các bạn sẽ chọn là upload này. Đấy, các bạn chọn đến cái mục là mình vừa chụp ấy. Đấy, đã upload này, ok chưa? Tiếp tục là upload này. Rồi, upload này.
Rồi, vậy là các bạn đã xong cái phần là ảnh background nhé. Các bạn sẽ quay trở về một chút này. Rồi, các bạn chọn là con phim này. Đấy, như này các bạn nhìn trên cái phần mẫu này nó đã trong suốt rồi nhá. Rồi, bây giờ công việc của các bạn còn lại là các bạn sẽ save cái biểu tượng này vào nhé. Cái launcher này, hoặc là cái style này nhé. Đấy, các bạn chọn save này. Và các bạn chọn là what ad. Các bạn có xuất hiện quảng cáo, các bạn đợi hết, các bạn sẽ là lưu thành công nhé. Các bạn chọn này. Như vậy là ở trong phần My Widget đã được lưu cái phần là launcher ở đây. Đấy, những cái style ở đây nhé. Rồi, các bạn sẽ quay trở về. Và bây giờ nhé, để mà thêm cái phần style trên vào cái phần màn hình chính này, thì các bạn sẽ nhấn như sau nhé. Các bạn nhấn vào một khoảng không trên máy này, các bạn chọn nút sửa ở trên góc này nhé, sửa này, và các bạn chọn thêm tiện ích này. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển xuống cái phần là cái ứng dụng iScreen này. Đấy, sau đó thì các bạn di chuyển này. Đấy, đây này, đến cái phần style nhé. Đấy, mà các bạn vừa tạo ấy, các bạn chọn thêm tiện ích này. Đó, thì bây giờ nó sẽ có cho các bạn là ba cái phần lựa chọn. Đầu tiên là ở phần trên này, ở giữa này, ở dưới. Thì các bạn muốn chọn ở trên cũng được, ở giữa cũng được, và ở dưới cũng được. Thì mình chọn phần trên nhé, mình chọn cho nó xuất hiện bên trên như khung như trên này nhé, ở trên đầu ấy. Thì các bạn sẽ chọn vào đầu 1 này. Đó, các bạn chọn này, chọn này, chọn widget này. Đấy, và các bạn chọn này, cái nào cũng được. Ở đây mình tạo hai cái thì mình chọn cái nào cũng được, nó giống nhau nhé. Đấy, rồi mình sẽ chọn này. Ok chưa, sau đó các bạn chọn vào một khoảng không này. Đấy, rồi các bạn thấy cái style, cái icon nó xoay chưa? Và các bạn chọn nhấn giữ, nhấn một lần nữa vào một khoảng không bất kỳ là xong. Đấy, các bạn chọn xong này. Rồi, đó. Đấy, những cái tiện ích này các bạn thấy chưa? Nó xoay này. Đấy, rất là hay nhá. Ở giữa này thì nó cũng có cái hình nền mà các bạn muốn đổi nhá. Thì bây giờ các bạn muốn kiểm tra xem nó đã hoạt động, những cái tiện ích nó có sử dụng được không ấy, thì các bạn nhấn giữ vào này. Ví dụ mình chọn vào camera này. Đấy, camera nhé. Đấy, vẫn mở được bình thường nhé. Rồi, và máy tính này. Máy tính này. Đấy, tuy nhiên thì nó phải có cần thời gian nó upload. Đấy, thì nó hơi chậm so với các bạn dùng cái tiện ích ở ngoài màn hình. Đấy, nhưng mà không sao. Đấy, chủ yếu là các bạn thấy rằng những cái icon này, style này, nó xoay ở ngoài màn hình nhìn rất là đẹp mắt và lạ nhé. Đó, thì các bạn nào đang dùng điện thoại iPhone, các bạn có thể áp dụng cái cách này và các bạn làm đúng theo các bước của mình và tải đúng cái app iScreen về và thực hiện. Chúc các bạn thành công nhé. Rồi, vậy là mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tạo được cái icon tiện ích, những cái ứng dụng xoay quanh trên điện thoại iPhone. Rồi, các bạn thấy cách hướng dẫn của mình hay, hữu ích thì nhớ ủng hộ mình một nút like video. Đồng thời, có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn comment phía dưới phần bình luận video nhé. Mình sẽ giải đáp. Và những bạn nào là đầu tiên xem kênh của mình, ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh, nhấn hình chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.